Đây là hạt giống cây cải mèo Hà Giang các bác nhé. Cải mèo Hà Giang. Giống này ăn rất ngon. Và cây nó rất là to, năng suất cao. Cho nên rất nhiều bác thích trồng. Mùa này trồng cái cải mèo Hà Giang này thì rất là hợp các bác. Số điện thoại đặt hàng là 086 515 3185. Cái video này em sẽ hướng dẫn kỹ các bác về cái cách ươm trồng cái cây cải mèo Hà Giang này. Về kỹ thuật ươm trồng thì có nhiều bác chưa rõ, cho nên là nhiều bác gọi điện hỏi, hoặc là lúc mua rồi thì hỏi rất nhiều lần là trồng như thế nào. Thì cái video này em sẽ hướng dẫn kỹ cho các bác khi các bác mua về nhé. Các bác mua về thì các bác ngâm nước ấm hai sôi ba lạnh, pha cái hai phần nước sôi ba phần nước lạnh, bác đổ vào và các bác ngâm khoảng 30 phút. Ngâm khoảng 30 phút các bác. Khi ngâm xong thì có vớt ra. Vớt ra thì có thể lấy một cái khăn kiểu như khăn khăn cũ ấy, khăn mùi xoa hoặc là vải màn hoặc là cái khăn mặt cũng được. Những cái vải mà nó kiểu nó nhiều bông ấy, nó xốp xốp nhiều bông ấy, thì các bác đổ vào đấy cho nó ráo nước và các bác buộc lại ủ nguyên ở trong đó. Các bác để chỗ râm mát, để chỗ râm mát hoặc là để vào trong một cái hộp nhựa thì ủ khoảng tầm độ một ngày một đêm, thấy nó nứt nứt nanh, nó có hiện tượng nứt nanh thì gieo thì là tốt nhất. Thậm chí là để nó nhú, nó nảy mầm ra rồi gieo gieo cũng được, nhưng mà thường nó nứt lanh thì bác gieo. Chú ý là không nên gieo thẳng ra vườn luôn, gieo thẳng ra vườn luôn thì nó cũng lên các bác nhé, nó cũng lên, nhưng mà cái tỷ lệ nảy mầm nó sẽ bị kém hơn. Sau khi ủ nước lanh thì gieo. Và bác lưu ý là như này, gieo thì mình phải tính trước, nếu như mà các bác tính là gieo sạ để được ăn nhanh ấy, chỉ khoảng 25 đến 30 ngày được ăn ấy, thì các bác gieo sạ. Gieo vãi ra ví dụ một gói 20 gram này thì các bác chỉ vãi ra được khoảng tầm 1 đến 2 mét vuông. Và khi mà cây nó lớn khoảng 25 30 ngày chăm tốt thì các bác có thể là nhổ ăn luôn. Thì như thế thì cây đương nhiên nó sẽ nhỏ hơn. Còn nếu mà các bác muốn nó đạt hiệu quả năng suất cao ấy, thì các bác gieo lên, nó lên ra khoảng độ vài là 3 đến 4 cái lá thật. Thì các bác là đánh tỉa từng cây và cấy. Cấy thì cấy theo hàng hàng cách hàng, cây cách cây khoảng tầm độ, cây cách cây trên một hàng khoảng 20 cm, và hàng cách hàng thì khoảng tầm độ 30 cm. Thì các bác bón lót lân này và một số cái loại phân bón hữu cơ, thì cấy từng cây như thế nó có ưu điểm là cây nó rất là to các bạn, cây rất to. Muốn ăn tỉa được lâu ấy thì bắt đầu khoảng 25 30 ngày là đã có thể tỉa được lá rồi. Cấy từng cây thì các bác có thể tỉa từng lá để ăn. Và để cây nó to hết cỡ, chăm to hết cỡ thì các bác có thể tỉa được từ 25 ngày đến khoảng 50 ngày. Thì cây nó to to hết cỡ các bác, thì thu hoạch được rất là nhiều lần, có thể đến 2 tháng các bác. Khi mà gieo ra vườn ấy, khi mà gieo ra đất thì nếu nhà các bác có rơm ấy, có rơm dạ thì các bác phủ một lớp rơm rơm mỏng ở lên lên trên. Nó giúp cho, thứ nhất nó giúp cho giữ ẩm, thứ hai là khi mình tưới nước ấy, phun sương thì nó không bị tấp cái hạt, không bị đất nó lấp hạt đi. Và cái này có thể trồng được cả trên cả ba miền Bắc Trung Nam, trồng được cả ở vùng nóng vùng lạnh, có thể trồng được quanh năm. Đó, ăn cái này thì rất nhiều người thích ăn. 24.000 một gói các bác nhé. 24.000 một gói, số điện thoại đặt hàng là 086 515 3185. 24.000 một gói. Dòng cải mèo Hà Giang cây to.